Nhưng tôi anh thì không tin, nhưng vẫn mà không cần cố. Anh tôi lấy càng cao nên như V-Ray ở trong đường phố. Bài ra bài ra bài liên tục lặp lại như một cơn số. Còn bài chơi cũ của em hơn mà tập phát cơn một thằng ngố. Tay phải càng càng số, bên tay trái đi cầm vô lăng. Nhìn tụi anh như băng khủng bố, nên cầm tay lái là phải đều căng. Chỉ đến khi mà không còn dây mới dừng cơ. Lên đi đâu dễ, bất kỳ bước thì không thể. Nhưng ngay trong tay mơ mơ. Sắp đẹp là điều thứ nhất, đây là một nơi kế hoạch thứ hai. So if you wanna suck my DM, let this slide. Anh của em thì dễ, không bao giờ có chuyện ngược lại. Đi dễ ba ba ba, nhưng mình ba bà, bà.